thì lang thang từ sáng tới giờ, hơn 400 cây số thì mình cũng có mặt tại nhà ga xe dân cư. Rất nhiều lần mình tới nhà ga này rồi, nhưng hôm nay mình mới có dịp quay lại cho các bạn coi khung cảnh về đêm ở đây nó đẹp tuyệt vời như thế nào. Thì nhà ga xe dân cư là một trong những nhà ga lớn ở Tokyo. Và đặc biệt về đêm ở đây rất là nhộn nhịp bởi ở đây có rất là nhiều nhà hàng và quán cà phê nằm trên những tòa nhà cao chọc trời. Và khung cảnh ở đây thì nó rất là lung linh bởi những ánh đèn led, đặc biệt là tháp đồng hồ. Về đêm rất là đẹp và tuyệt vời. Hiện tại bầu trời vẫn còn hơi sớm, mình sẽ đi lòng vòng một chút. Và hôm nay mình sẽ quay cho các bạn toàn cảnh về đẹp trước nhà ga Shinjuku. We'll be right back.